Ồ, trái này ráo ngon nè các bạn. Khách đang đứng sau lưng xếp hàng luôn các bạn. Cái này năm học. Ngon lành. Đây cái này em chân vừa tách ra để cho em tí vô hộp này các bạn. Đó. Năm học luôn các bạn. Đây cho các bạn xem nè. Đó, sầu riêng tươi xanh như bức tranh luôn các bạn. Sầu riêng vừa mới lên luôn. Địa chỉ vừa sầu riêng Phương Trang là 170 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình nha các bạn. Cái này cơm ráo các bạn. Ồ, cái họng nó sâu nó bự kìa. Như cái gói ôm luôn. Ăn nguyên muối luôn đi chị, ăn nguyên muối nó mới đã. Đó, vàng rất là đẹp luôn các bạn. Bữa mình mua chỗ khác hả em? Mua chỗ khác. Em có được gì bạn báo à?